Cùng thể hiện dây văn mở bài nâng cao Người lái đò sông Đà. Người lái đò sông Đà là một áng văn đẹp được làm nên từ tình yêu đất nước say đắm thiết tha của một con người muốn dùng văn chương của mình để ca ngợi vẻ đẹp vừa kỳ vĩ hào hùng vừa trữ tình thơ mộng của thiên nhiên và nhất là con người lao động bình dị ở miền Tây Bắc của Tổ quốc. Tác phẩm còn cho thấy công phu lao động nghệ thuật khó nhọc cùng sự tài hoa uyên bác của Nguyễn Tuân trong việc dùng chữ nghĩa để tái tạo nên những kỳ công của tạo hóa và những kỳ tích lao động của con người. Nhà văn Nguyễn Tuân còn là một người có cá tính vô cùng độc đáo. Ông quan niệm rằng đời là một trường du hí, sống là chơi mà viết cũng là chơi. Vì vậy, nghề viết với Nguyễn Tuân là một cuộc dạo chơi, nhưng là chơi ở đỉnh cao, chơi một cách nghệ thuật. Là người tự do, phóng túng và yêu thích sự mới mẻ trong những cuộc phiêu lưu, Nguyễn Tuân đã nâng niềm ham thích du lịch của mình thành lý thuyết chủ nghĩa xê dịch. Sông Đà là một trong số những mốc son trong lộ trình nửa thế kỷ sáng tác, đánh dấu bước chuyển quan trọng của nhà văn Nguyễn Tuân, đi từ thế giới của cái tôi đến thế giới của cái ta, hay nói như nhà thơ người Pháp Elia, từ chân trời của một người đến chân trời của tất cả. Người lái đò sông Đà là một trong số những thiên tùy bút xuất sắc nhất, thêm một lần nữa khẳng định phong cách tài hoa uyên bác của nhà văn Nguyễn Tuân và là một minh chứng tiêu biểu cho quá trình ngòi bút ấy đã đạt tới độ chín mới về tư tưởng và nghệ thuật. Tạm biệt các em, chúc các em thành công!